xin chào mọi người chào mừng mọi người quay trở lại với kênh lan rừng hàng độc sao rái bắc tây nguyên thì như mọi người đã biết thì lan rừng ở khu vực rừng con tum tây nguyên thì rất là đa dạng về các chủng loại đặc biệt trong đó là có rất là nhiều giống hoa đẹp đặc biệt quý hiếm đó thì hôm nay thì em xin giới thiệu với mọi người một cái về lan rừng và lan này thì là lan hạt vĩ nha mọi người đó đây là một cái giống lan rất là dễ trồng dễ chăm sóc thì cái cách trồng cách chăm sóc của nó thì cũng tương tự như là lan giả hạt thôi và đặc biệt thì cái thằng giả hạt đây thì nó cũng cho ra rất là nhiều kiểu thân lá và mặt hoa đó thì hôm nay thì trong vườn nhà em có một cái dề hạt vĩ và cái thằng hạt vĩ này là hạt vĩ vô cùng đặc biệt luôn mọi người nó là một dề hạt vĩ đột biến nhé mọi người à, tức là nó đột biến về mặt hoa và hoa của thằng này là trắng tuyền theo cách gọi khoa học thì gọi là va -a ba nhé mọi người đó tức là trắng từ đầu tới cuối luôn nhưng mọi người để ý có thể thấy là hạt vĩ bình thường á, thì thường hoa của nó là trắng tím nhá trắng tím đó, còn riêng thằng hạt vĩ này là một cái dây hạt vĩ đột biến rất ngon tâm và hoa trắng hết luôn đó, à, hiện nay thì em đang xuất ra một số cây và các cây này thì đều rất là dài khỏe mọi người đa số là cỡ như gan tay trở lên không à cây rất là khỏe thì mọi người có thể thấy là lá cái dòng này thì lá xếp nó cũng rất đẹp và đặc biệt là cây cũng khá là nù cá và thân lá thì là xanh sạch nhé mọi người Đó, đây cũng là một trong số những cái tiêu chí mà các cây giả uh, dạ hạt uh, cũng giả uh, dạ hạt đột biến mà mọi người hay xem cũng thường hay có luôn thằng hạt vĩ đột biến thì nó cũng tương tự nó thân lá con lá nó cũng xanh sạch hết từ đầu tới cuối luôn Đó. rồi và hôm nay thì em uh, chậu đây thì nói chung là cũng uh, không có nhiều đâu mọi người tầm cỡ 10 11 uh, kỳ gì thôi và em chia sẻ cho các bác anh chị chúng ta về làm giống nha. Đó, cứ là tầm cỡ gan tay nha mọi người. Đây, rất là khỏe mạnh. Về mọi người trồng chăm sóc thì y chang như giả hạt thôi. Tức là cũng trồng vào chậu vỏ thông là được nha. Cái loại này nó cũng lớn, nhanh, khỏe và đặc biệt thì mọi người về chúng ta có thể thứ nhất chúng ta sưu tầm uh, chơi và thứ hai thì mọi người có thể là ươm uh, um kỳ nhân, nhân nhân giống ra chúng ta chia sẻ thêm cho anh em bạn bè để làm kinh tế được nhé mọi người. Cái loại này nó rất dễ trồng và dễ nhân giống luôn, y chang như giả hát luôn đó. rồi và giá của một cây thì em báo giá luôn nhé mọi người giá là 600 trăm ngàn thì nó chỉ giá 600 trăm ngàn thì em nghĩ là cái giá đó thì cũng rất là phù hợp với các bác anh chị chúng ta chơi lan rừng và ví dụ có điều kiện hoặc chưa có điều kiện thì cũng đều có khả năng mua được hết nhé mọi người và cây khỏe mọi người yên tâm cây khỏe mạnh đa phần là cây năm hai hết. Đó, có cả thân già rồi mắt ngủ để cho mọi người về khai thác ươm kỳ nhé và hoa thì cái cây này thì hoa đã nở tại vườn rồi nên là mọi người cứ yên tâm là bên em bảo hành tuyệt đối mặt hoa cho mọi người xem và đây đây là mặt hoa nở tại vườn đây mọi người Đó, trắng tuyền hết rất là đẹp nhé nếu mà các bác anh chị yêu cái màu sắc trắng tinh khôi của lan rừng Việt Nam thì em nghĩ là chúng ta có thể sưu tầm thêm loại này về à, rồi hạt vĩ rất dễ trồng dễ chăm sóc rồi mọi người lưu ý là em chỉ có tầm cỡ hơn chục kg thôi Chắc tầm 11 kg thôi mọi người à, Còn lại vài cây nhỏ nhỏ gì thì để làm giống thôi Còn hôm nay bác xuất bán những cây lớn Cây này thì về trồng cực kỳ khỏe luôn Trồng thì y chang như giả hát nha mọi người Về trồng chậu vỏ thông là tốt nhất Rồi à, và mọi người lưu ý thì giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Phí chuyển thì bên đơn vị vận chuyển là thu nha mọi người Đây là một loại lan rừng rất đặc biệt độc lạ đột biến À, nên là à, em nghĩ thì à, chắc là cũng hiếm khi à, gặp được lắm rồi xin cảm ơn mọi người hẹn gặp lại mọi người ở các clip về các loại lan rừng đặc biệt tiếp theo ở kênh lan rừng hàng độc sơ ra bắc tây nguyên nhé mọi người rồi, xin chào mọi người ạ